Tháng 4, khi kỳ thi đại học hàng năm đang ngày một đến gần hơn với các bạn học sinh lớp 12, thì câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất với rất nhiều trăn trở đó là chọn ngành, chọn trường. Làm thế nào để lựa chọn đúng ngành? Làm thế nào để ra trường không bị thất nghiệp? Và làm thế nào để không bỏ quên đam mê của bản thân? Hướng nghiệp, câu chuyện của một tuyển sinh. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nét Việt Story ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta vừa xem qua những hình ảnh cứ đến hẹn lại lên thôi. Câu chuyện của hướng nghiệp, câu chuyện của tuyển sinh chưa bao giờ là cũ cả, bởi vì là tất cả mọi người đều quan tâm đến vấn đề này để có những định hướng tốt đẹp hơn nữa cho con cái của mình. Và ngày hôm nay cùng với dòng thời sự này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với lại một nhân vật khách mời, chính là thầy Kevin Nguyễn, là giám đốc đào tạo của trung tâm hướng nghiệp cũng như là du học RoboMe, để đến đây cùng chia sẻ với chúng ta về câu chuyện liên quan đến vấn đề này. Xin được chào mừng thầy đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã có dịp cho tôi được tới và chia sẻ. Điều đầu tiên thì chắc là xin thầy cho biết cái cảm xúc của mình khi mà mình xem qua đoạn clip vừa rồi. Tôi có hai cái tình cảm, đó là vừa háo hức và vừa lo lắng. Yeah. Mình háo hức là mình chia sẻ được cái niềm, tức là cái tình cảm của các bạn. Khi các bạn là chuẩn bị bước vô một cái bước ngoặt rất là quan trọng của cuộc đời mình, đó là chọn cái nghề ở bậc đại học của mình như thế nào. Và cái đó là cái tiền đề để mà hình thành cái sự nghiệp của mình trong tương lai. Thì mình chia sẻ cái háo hức được các bạn. Nhưng mà mình cũng thấy lo là không biết là các em chuẩn bị như thế nào rồi. Các em có thể chọn đúng được cái ngành mà nó phù hợp nhất với mình chưa? Hay là trong trường hợp mà xấu, các em không vô được cái ngành và cái trường đại học mà mình mong muốn, thì bước tiếp là gì? Đó, thì là tôi cũng muốn chia sẻ được hai cái tình cảm, là vừa háo hức là vừa lo lắng cho các em. Và một cảm xúc nữa mà Hoàng Trí nghĩ là không chỉ riêng với bản thân thầy, cảm thấy là có hai luồng cái suy nghĩ như những gì mà thầy chia sẻ khi nãy, mà còn bắt gặp hình ảnh của mình của cái thời gian tuổi trẻ nữa, đúng không ạ? Không biết là lúc đó thì thầy có phải hoang mang khi mà đứng trước cái việc lựa chọn như những cái ngành nghề học của mình như bây giờ hay không? Ồ, tất nhiên là có chứ. Tôi nhớ là khi mà thời điểm đó, đó lúc mà tôi học cấp 3 đó, là lúc lớp 10 là năm 86. Khi mà mình xong cấp lớp 12 là năm 89. Yeah. Thời điểm đó là nước mình đang mở cửa. Yeah. Cho cái kinh tế thị trường của mình. À, cho nên là lúc đó tôi không biết cái gì hết. Không biết là mình nên chọn cái ngành gì. À, ngành nào là hợp với mình. Cho nên cuối cùng là mình cũng chỉ biết theo, nghe theo người lớn thôi. Nghe theo bố mẹ cũng như là bạn bè của bố mẹ. Và mình đi theo gọi là cái ngành hot thời lúc đó là kinh tế ngoại thương. Dạ. Cho nên là tôi mới quyết định là chọn cái ngành kinh tế ngoại thương và thi vô đại học kinh tế. Dạ. Cũng như các em bây giờ đó, cũng rất là lo lắng, cũng rất là không biết là thực ra cái quyết định của mình có đúng hay không. Dạ. Nhưng mà rồi cũng phải ra một quyết định. Dạ. Nhưng mà rồi cuối cùng cái quyết định đó có đúng không ạ? Thì tôi vẫn theo học suốt cả cái quá trình đại học. Dạ. Cũng như là sau này khi tôi đi du học, tôi cũng đi theo cái ngành đó. Dạ. Và đến bây giờ thì tôi nhận ra rằng là cái chọn lựa của mình cho cái ngành đại học ngoại thương là một sai lầm, vì nó không phù hợp với mình. Hiện tại thì tôi là vừa là giảng viên dạy đại học MIT và cũng đồng thời là giám đốc giáo dục của trung tâm Global Education. Yeah. Thì nó không còn làm cái gì về chính tế ngoại thương nữa. Dạ. Yeah. Và một cái vấn đề đó từ thầy để thấy rằng là thật ra vấn đề này là vấn đề chung, và cho đến thời điểm hiện tại luôn, rất nhiều sinh viên ra trường làm trái ngành học của mình cũng như là không theo đúng như cái ngành học. Theo thầy thì là do đâu? Vẫn có phải là câu chuyện hướng nghiệp hay không? Chính xác, vẫn là cái câu chuyện hướng nghiệp. Thì theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì hàng năm mình có trên 200.000 sinh viên tốt nghiệp đại học và cao đẳng không tìm được việc làm. Và trong những cái em mà tìm được việc làm thì phần lớn các em lại làm trái nghề. Thì cái đó là cái sự lãng phí rất là lớn cho cái sự đào tạo cũng như là cái nguồn lực của xã hội. Thì theo tôi á, cái lý do mà các em không kiếm được việc làm hoặc là làm trái nghề, nó tất nhiên là có nhiều lý do, nhưng mà nó vẫn quay về cái quan trọng nhất là các em thiếu cái định hướng nghề nghiệp một cách cụ thể và đúng đắn. Là các em khi mà các em chọn cái nghề hoặc là cái ngành mình học ở bậc đại học, các em không biết là nó hợp với mình hay không. Các em không biết là vì khi mình chọn cái ngành này thì tương lai của mình sẽ là cái gì. Yeah. Okay. Mình cần trang bị cái kiến thức và kỹ năng nào mà các nhà tuyển dụng hiện tại đang tìm kiếm. Và vì các em không biết cho nên các em không có động lực.
Các em không có sự cố gắng, các em không có tham gia những cái hoạt động xã hội, tham gia những cái hoạt động đoàn thể, dẫn đến các em thiếu kỹ năng mềm cũng như là kiến thức của mình. Cho nên cuối cùng các em không kiếm được việc làm. Thì tôi nghĩ cái đó là một trong những lý do chính. Vậy thì bây giờ cái vấn đề này, theo thầy, ở góc nhìn của một người làm chuyên môn về giáo dục thôi, mình sẽ đề ra được cái giải pháp gì để có khắc phục được nó không ạ? Thì thật ra cái giải pháp á, nó cũng không phải là cái gì mới. Quay lại vẫn là chính là cái định hướng nghề nghiệp. Thì cái việc định hướng nghề nghiệp á, ở các nước phát triển nó đã làm rất là sớm rồi. Ở Mỹ, các em đã được hướng nghiệp từ lớp 9, lớp 10. Và các em có nguyên một cái chương trình hướng nghiệp để giúp cho các em chọn được cái ngành mà nó hợp với mình nhất. Và sau đó ở lớp 11 và lớp 12 là các em tập trung học vô những cái môn học mà bổ trợ cho cái nghề nghiệp của mình sau này. Thì quay lại cái việc hướng nghiệp ở Việt Nam, mình cần nên coi trọng. Các em nên biết được rằng là mình là ai, hiểu về mình nhiều hơn, về đam mê, sở thích, sở trường của mình là cái gì. Và sau đó các em nên hiểu được cái ngành của mình, cái ngành học, cái ngành học nó sẽ ra trường, nó sẽ làm cái nghề gì. Và cái nghề đó là cần đòi hỏi những kiến thức, kỹ năng gì đó, để cho các, và nó có hợp với mình hay không. Đó, và sau cuối cùng á, là các em phải có một cái kế hoạch cụ thể để mà các em thực hiện những cái kế hoạch của mình, những cái ước muốn của mình. Vậy thì hiện tại lúc này, theo thầy, chữ hướng nghiệp sẽ được hiểu như thế nào? Hiểu đúng cho hướng nghiệp á, nhưng mà như hồi nãy tôi có chia sẻ, nó là một cái quá trình rất là lâu dài. Nó không phải là xảy ra ngày 1, ngày 2. Nó là cả một cái quá trình giúp cho các em hiểu về bản thân mình hơn, hiểu về cái ngành của mình hơn, và ra một cái kế hoạch rất là cụ thể để phát cho kế hoạch học tập của mình cũng như là phát triển nghề nghiệp của mình. Cái đó là cả một cái thời gian, chứ không phải là chỉ có một buổi nói chuyện như nãy Chí nói là có thể chọn được đúng ngành được. Như vậy nhìn chung lại là chúng ta thấy cái vấn đề hướng nghiệp ở Việt Nam mình nó cũng đúng như là nước đến chân mới nhảy. Vậy thì cái vấn đề nước tới chân mới nhảy và việc làm sao đây để cho không chỉ từ phía nhà trường mà các phụ huynh mới là cái vấn đề quan trọng để giúp cho các em, hỗ trợ cho các em phần nào hiểu được hướng nghiệp trong một cái giai đoạn từ sớm để cho các em có một cái nhìn nhận đúng hơn và cái sự lựa chọn đúng hơn về ngành nghề của mình ạ. Thật ra cái hoạt động hướng nghiệp á, là nó phụ thuộc rất là lớn vào phụ huynh. Và theo như các nghiên cứu của các giáo sư hàng đầu về phát triển cho các trẻ, thì cái việc hướng nghiệp á, thật ra là có thể là từ các em nhỏ đã có thể có những cái ý tưởng về hướng nghiệp rồi, nhưng mà người ta nói tốt nhất, cái thời điểm tốt nhất cho các em là vào thời gian khoảng lớp 6 trở lên, là ở cái nước phát triển. Đó. Nhưng mà theo tôi á, ở Việt Nam mình á, cái thời điểm tốt nhất á, thì là cuối lớp 8 và đầu lớp 9. Tôi gọi cái đó là thời điểm vàng để mà mình hướng nghiệp cho trẻ. Lý do tại sao cái khoảng cuối lớp 8, đầu lớp 9 là cái thời điểm vàng á, là vì lúc đó các em đủ trưởng thành để các em hiểu cái hướng nghiệp đó là cái gì. Và hiểu về mình hơn. Rồi, cái thứ hai đó là cho các em, khi mà các em có hướng nghiệp như vậy sẽ giúp cho các em có cái thời gian để các em trải nghiệm. Tại vì nói là không thể là nói là chỉ có cái nghề bác sĩ là như vậy. Và cái nghề kỹ sư nó là như thế kia. Các em phải có cái sự trải nghiệm. Các em nhiều khi là các em phải tới bệnh viện, các em phải thấy cái không khí bệnh viện nó như thế nào, bác sĩ làm việc như thế nào thì mới hiểu. Thì mới hiểu là cái ngành nó là như vậy. Đó. Thì phải vì các em có thời gian như vậy thì các em sẽ có kế hoạch nên trải nghiệm của mình là như thế nào để mà chắc chắn rằng là cái ngành mình chọn như vậy là đúng, thực sự là cái ngành mình thích. Và cuối cùng á, là cho các em có cái thời gian để các em chuẩn bị. Đây là một buổi học về hướng nghiệp tại trung tâm Global Me. Hôm nay các em đang được hướng dẫn những kỹ năng mềm để xin việc sau khi ra trường. Việc giúp các em tiếp cận và nhận thức những kỹ năng như thế này không phải là quá sớm, ngược lại còn giúp các em hiểu và định hướng tốt hơn cho tương lai của mình. Thì trước đây thì mình cũng trăn trở về cái chuyện mà định hướng nghề nghiệp, tại vì cơ bản là đối với mình thì đó là một cái chuyện khó, tại vì mình có quá nhiều lựa chọn cho công việc. Thì sau đó thì mình mới có cơ hội gặp thầy, thì khi đó thì mình đi qua những cái khóa học của thầy ấy, thì thầy hướng dẫn cho mình tìm ra những cái về giá trị, về đam mê, về sở thích. Sau đó mình mới
có được cái định hướng tốt trong cái nghề nghiệp. Thầy Kevin sẽ nắm rõ điểm yếu, điểm mạnh của từng học sinh và thầy sẽ định hướng cho từng người một, có những buổi nói chuyện riêng để mình có thắc mắc gì mình hỏi thầy. Và thầy sẽ nói như cái này tốt, cái này không tốt và em nên làm cái gì đó để làm tốt hơn cái hồ sơ của mình cũng như là cái định hướng tương lai của mình như thế nào. Đối tượng của những buổi học này không chỉ là các bạn sinh viên sắp ra trường mà còn là cả những bạn đang là học sinh cấp 2, cấp 3. Có thể thấy, việc định hướng về hướng nghiệp một cách đúng đắn luôn là một quá trình lâu dài, giúp các em có thời gian hiểu hơn những điều phù hợp đối với bản thân mình. Như vậy thì hiện tại lúc này đây, cuộc trò chuyện của chúng ta cũng đang trong cái thời điểm mà rất nhiều các bạn học sinh lớp 12 đang phải đứng trước cái sự hoang mang đó. Không biết chúng tôi phải lựa chọn ngành nghề gì đây, các em sẽ có những cái bước ngoặt như thế nào cho tương lai của mình. Thì thầy có chia sẻ gì hay không ạ, thông qua cuộc trò chuyện này đối với riêng các bạn lớp 12 mà thôi? Tôi muốn chia sẻ với các em một cái mô hình chọn nghề nghiệp. Thì từ chọn nghề nghiệp, mình sẽ chọn cái ngành học của mình cho nó phù hợp. Mô hình rất là đơn giản, là giúp cho các em có thể xác định được cái tương lai của mình như thế nào. Thì mô hình này gồm có 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất, mà phải đi theo đúng cái thứ tự này nha. Thứ nhất, đó là chọn ngành học ở bậc đại học cũng như là chọn nghề của mình cho tương lai phải phù hợp với đam mê. Thứ hai, đó là sở trường. Và thứ ba, đó là nhu cầu của thị trường. Thì mình chọn cái ngành nghề mà nó phù hợp với đam mê của mình á, là để cái quan trọng nhất là khi mà mình làm cái nghề này nè, mình vui đó. Và có khó khăn mình cũng và có khó khăn mình có động lực, mình có động lực để mình mới học ở các bậc cấp 3 hoặc là lên đại học, mình có cái động lực để mình học, mình khám phá, mình tìm tòi về những kiến thức và kỹ năng về cái ngành của mình đó. Thì và cái thứ hai đó là nếu như khó khăn như Chí nói thì các em không có từ bỏ nó. Tại vì muốn thành công trong một cái con đường sự nghiệp của mình thì cái sự kiên định là rất là quan trọng. Và nếu như không có đam mê là các em sẽ bỏ. Như vậy thì đó là định hướng mình đưa ra. Còn về tâm lý thì sao? Có một số cái lời khuyên tôi muốn chia sẻ với các em là như thế này, để giúp cho các em có thể tốt hơn. Đó là cái thứ nhất á, là các em nên tìm hiểu hơn về bản thân mình một chút. Các em nên có cái xin những lời khuyên của những cái bậc đi trước, tham khảo, và các em nên trải nghiệm. Là tôi nghĩ là ba cái vấn đề đó, nếu mà theo thứ tự thì tôi nghĩ là tôi sẽ xếp là hiểu mình, trải nghiệm và sau đó là tham khảo. Đó, tham khảo đây là có thể tham khảo những bố mẹ nè, tham khảo những cô chú bác ở trong gia đình mình, những người đã đi trước rồi, hoặc là tham khảo các thầy cô. Đó thì cái nguồn lực để cho các em tham khảo thì nhiều lắm. Nhưng mà tôi mong là các em là không nên quá lo lắng. Thay vì mình chuyển cái lo lắng đó thành là những cái hành động của mình, là mình nên là hãy tự giác đi tìm hiểu nhiều hơn để mà chọn cho mình được cái ngành học ở bậc đại học tốt nhất cho mình. Thật ra thì với những cái điều mà chúng ta chia sẻ để thấy rằng các em đôi khi cũng cần phải có thời gian thật là nhiều. Thời gian ở đây không phải là để các em suy nghĩ về những vấn đề khác, mà để hiểu bản thân của mình và để hiểu được thế mạnh của mình. Từ đó thì mới phát huy ra được và lựa chọn cho mình những cái điều đúng đắn hơn, thích hợp hơn trong tương lai đối với ngành nghề và cũng với rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nữa. Rất là cảm ơn thầy vì ngày hôm nay đã đến đây để mà chia sẻ với tất cả các em, và mong rằng là những cái điều chia sẻ này sẽ đến tay được các em để các em sẽ có cho mình một cái hành trang lựa chọn cho những cái công việc, cho những cái đường hướng sắp tới đây được tốt hơn. Một lần nữa xin cảm ơn thầy. Cảm ơn Chí, và tôi cũng muốn chúc các em là chọn được cho mình một cái con đường thích hợp nhất, và chúc các em thành công trong sự nghiệp tương lai của mình. Dạ vâng. Dạ cảm ơn thầy. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho Netvi Story cũng hết rồi. Và câu chuyện về hướng nghiệp, câu chuyện về định hướng với những nghề nghiệp trong tương lai thì mong rằng là với một lát cắt thôi, một cái gợi ý nhỏ thôi, một sự tham khảo thông tin đến từ nhân vật khách mời sẽ giúp cho các bạn chúng ta sẽ có kênh, thêm một kênh thông tin nữa. Và các bậc phụ huynh cũng vậy, chúng ta sẽ có thêm những cái đường hướng để định hình cho các con của mình. Còn đến đây thì xin chào và hẹn gặp lại.